phố sương mù, Đà Lạt mộng mơ hay xứ sở ngàn hoa còn là nơi của bắt đầu tình yêu và nỗi nhớ. Hôm nay Hiệp Khách Hành VN sẽ đưa cho cả nhà mình đi đến với một địa điểm mới, đó là Đà Lạt. Mình sẽ du lịch đến Đà Lạt ngay cả nhà. Và giữa cái nắng oi bức của mùa hè và trong cái mùa dịch Covid này thì cả nhà mình cũng không đi đâu được, thì hãy nhà ở nhà coi du lịch qua màn ảnh nhỏ của Hiệp Khách Hành để tận hưởng hết những cái không khí mát lạnh của tiết trời Đà Lạt, giống như mình đang đi du lịch Đà Lạt vậy. Một thành phố mang tên của một loài hoa và một thành phố mộng mơ mà nhiều người luôn mơ mộng để được bước chân đến nơi này. Thì hôm nay Hiệp Khách Hành sẽ khởi hành đi đến Đà Lạt. Từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi đến Đà Lạt là khoảng 307 km này cả nhà. Mình đi khoảng tầm khoảng 7-8 tiếng gì đó thì sẽ đến Đà Lạt. Thì Hiệp Khách Hành khởi hành từ 9 giờ tối đêm qua đến dự đoán là khoảng 4-5 giờ sáng gì đó sẽ tới Đà Lạt. Nhưng do kẹt xe thì giờ này mình chỉ tới có tới Đèo Chuối thôi cả nhà. Thành ra là bây giờ Hiệp Khách Hành xin mời cả nhà mình hãy cùng theo chân Hiệp Khách Hành đi du lịch Đà Lạt, thành phố sương mù, thành phố hàng ngàn hoa ngay cả nhà nha. Đà Lạt hay còn gọi chính xác hơn đó là Đà Lạt, đó là tên dòng sông con suối của cái thành phố Đà Lạt này, của do người dân tộc Lạch đã đặt ra cho tên Đà Lạt. Nhưng sau khi người dân mình đến đây và chính quyền Đông Dương cũng đến đây này, họ đã đọc chạy cái tên Đà Lạt thành ra là Đà Lạt. Thành ra là mình đã có cái tên gọi là Đà Lạt cho tới ngày hôm nay. Đó là thành phố mộng mơ, thành phố ngàn hoa mang tên Đà Lạt đó cả nhà. Uống công con đường này là Đèo Chuối nè cả nhà. Thì đây là tỉnh Lâm Đồng. Thì khi mình đi qua tới Lâm Đồng thì mình sẽ chạy thẳng tới thành phố Đà Lạt, một thành phố mộng mơ mà ai cũng muốn một lần đặt chân tới đó cả nhà. Sau khi mà dịch Covid nếu mà đã không còn nữa đó hết rồi thì Hiệp Khách Hành VN cũng xin mời cả nhà mình hãy đến một chuyến dưới thành phố Đà Lạt để tận hưởng hết cái không khí trong lành mát mẻ của nơi đây và nhìn ngắm và chiêm ngưỡng hết cảnh đẹp của thiên nhiên cũng như tạo hóa đã ban tặng cho thành phố Đà Lạt, để một cái nơi mà chúng ta sẽ đi rồi thì sẽ nhớ mãi cả nhà. Mình đang đi trên xe này là xe Việt Nam Tour cả nhà. Thì thay vì mình đi một cái tour du lịch của mình đó là 2 triệu thì nếu như mình có thể rủ được anh em bạn bè đông đúc để mình cùng đi chung đông với nhau đó thì Việt Nam Tour sẽ cho mình một chiếc xe riêng. Thì tùy theo cái số lượng người mà mình đăng ký. Thì mình đang đi chiếc xe này là xe 29 chỗ nhưng trên xe của mình là sẽ có 26 người. Thì cũng tuân thủ theo lệnh giãn cách của chính phủ nhà nước thì dịch Covid, thì mình cũng mang khẩu trang rồi cũng thực hiện 5K cả nhà để hạn chế cái mức thấp nhất về lây nhiễm của mùa Covid cũng còn đang lan rộng trên tất cả khắp thế giới. Thì mình cũng không có biết là khi nào nó hết. Thì Hiệp Khách Hành cũng là một chuyến du lịch này gửi đến cho cả nhà. Cả nhà mình xem video thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình có những động lực mình làm những cái video khác hay gửi đến cho cả nhà mình cùng xem nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình nha. Chuyến du lịch này Hiệp Khách Hành đi trước khi có lệnh giãn cách xã hội ngay cả nhà. Mình gửi đến những hình ảnh đẹp của Đà Lạt để cho cả nhà mình xem giữa cái mùa dịch Covid và trong những ngày hè oi bức. Khi mình đi đến Đà Lạt chờ bắt đầu từ tháng 5 với tới tháng 9 thì trời mùa này cũng hơi ấm, nó không có lạnh lắm. Nhưng mà khi mình đi ra Đà Lạt thì mình cũng trang bị một số dụng cụ để mình đem theo để khi có mình cần dùng cả nhà. Đó là áo ấm dưới chân và bao tay cả nhà, với một ít dầu hoặc là thêm một vài thứ thuốc thông dụng mình đem theo để nhiều khi mình không có hợp với cái khí hậu Đà Lạt đó cả nhà. Thì mình dùng cho chuyến đi cho nó đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình nha cả nhà. Và sau đây mời cả nhà mình nghe một số kiến thức mà hướng dẫn viên của chương trình trên xe đi cho biết thêm về thông tin của Đà Lạt nha cả nhà. Nó sẽ có máy lạnh, còn tất cả các sạn khác từ 4 sao trở xuống Đà Lạt bây giờ hiện tại là cũng không có máy lạnh. Chỉ có là không có đèn xanh đèn đỏ thôi.
đèn xanh đèn đỏ bây giờ vẫn có rồi đó chế. Lúc trước không có đổi rồi. Đó, nhưng mà bây giờ đèn xanh đèn đỏ đã có. Ra nếu như mà những năm trước mình lên Đà Lạt mình sẽ cũng không thấy công an đứng ở những khách như thế này, nhưng mà bây giờ thì lượng khách du lịch đến đây quá đông đi, cho nên phải có những anh cảnh sát, anh công an đứng để dẹp đường chỉ đường cho mình đi cho nó thuận tiện hơn. Rồi lúc bấy giờ xe 45 chỗ đồ rất là nhiều cho nên là bị ách tắc về giao thông. Rồi ở phía bên tay phải của em là gia đình, nhìn dạt cái màn ra nhìn nha, đây là quảng trường Lâm Viên. Quảng trường Lâm Viên là nổi tiếng của Đà Lạt đó, và kế bên đó là hồ Xuân Hương. Thì bằng đó là chợ đêm Đà Lạt, bằng cách nào cũng vậy, có nghĩa là mình đi đường nào cũng vậy, mình phải đâm ra hồ Xuân Hương rồi mình mới đi những cái đường khác, tại vì hồ Xuân Hương nó nằm ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt. Rồi bây giờ đoàn xe của mình đã tiến thẳng tới thành phố Đà Lạt. Mình đã vừa mới chạy qua hồ Xuân Hương đó cả nhà. Thì Hiệp Khách Hành VN xin mời cả nhà hãy cùng Hiệp Khách Hành làm một chuyến hành trình du lịch Đà Lạt. Thì gồm có 16 điểm. Mình sẽ quay những cảnh đẹp nhất của thành phố Đà Lạt để gửi đến cho cả nhà mình xem. Khi cả nhà mình có dịp thì đến đây để mà mình thưởng thức, mình nghỉ ngơi, giống như mình tham quan những cảnh đẹp của xứ sở ngàn hoa này. Giờ mời cả nhà hãy theo chân Hiệp Khách Hành và nhớ bấm like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ để Hiệp Khách Hành có động lực làm những cái video hay khác nha cả nhà. Theo như lời hướng dẫn của chương trình thì thành phố Đà Lạt này vào tháng này thì sẽ thu hút rất là nhiều khách du lịch từ trong và ngoài nước. Tại vì nó là tháng mùa hè thì các em học sinh được nghỉ hè thì được cha mẹ đưa đến đây để du lịch. Nhưng do năm nay dịch bệnh thành ra là cũng rất là vắng khách, giảm cái lượng khách đi đến thành phố Đà Lạt này xuống rất là nhiều luôn cả nhà. Cả nhà nhìn thấy em vắng que luôn. Bây giờ mình đã tính tới Đà Lạt rồi, từ đi từ 9 giờ tối mà bây giờ tới 14 giờ mới tới đây. Rồi giờ bây giờ mình vào nhà hàng mình ăn uống chút nha cả nhà. Rồi mình tiếp tục cuộc hành trình là mình đi tham quan những cái điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt. Thành phố ngoài chỉ cái đẹp thì nó còn nhiều cái tốt. Rồi sau một thời gian dài đói gã ruột thì mình đã tới được nhà hàng Tâm Đắc. Và theo tour chương trình của tour du lịch thì mình được ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều. Thì bây giờ coi như là nó ăn trưa thành ăn chiều rồi cả nhà. Lỡ dở buổi rồi. Nhưng mà một lần ăn của mình sẽ được 7 món. Thì 7 món nó được bày ra trên bàn. Thì bây giờ mình đói quá. Bây giờ Hiệp Khách Hành mời cả nhà mình cùng thưởng thức những món ăn ngon ở nhà hàng thành phố Đà Lạt. Và sau đó cùng tiếp tục với Hiệp Khách Hành VN đi ngắm cảnh đẹp của xứ sở Đà Lạt, những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Lạt. Mong được sự ủng hộ và đón nhận cả nhà. Hãy ở nhà chống dịch Covid và cùng thưởng thức những cảnh đẹp, giống như là cùng đi chuyến đi một cuộc hành trình của Hiệp Khách Hành nha cả nhà.
Sau khi thưởng thức 7 món ngon, đây là món lẩu là món cuối cùng cả nhà. Ở đây 7 món bao gồm món súp, món chiên, món kho, món xào, món rau luộc và món gỏi, và cuối cùng là lẩu. Thì mình sẽ thưởng thức món này xong thì mình sẽ chuẩn bị cuộc hành trình nha cả nhà. Cả nhà cùng đi với mình nha cả nhà. Đây là nhà hàng Tâm Đắc nha cả nhà. Đây. Mình tới Đà Lạt ăn xong rồi, giờ lên xe chuẩn bị đi tham quan các điểm du lịch rất là đẹp. Cả nhà đón xem video của Hiệp Khánh nha. Hiệp Khánh cả nhà. Để đi. Nhanh lên. Nhanh đi con, hai anh em đi, cầm cũng có sao đâu. Ừ đúng rồi, cởi khẩu trang ra. Quá đẹp trai, hai anh em quá đẹp trai. Chỉ mới tới nhà hàng thôi cả nhà, mà cũng có rất nhiều cảnh đẹp để sau kia rồi đó cả nhà. Đây là đoàn người đi chung một tour du lịch cùng mình. Đây, ai cũng đến đây ăn rồi ra mặc sức mà tha hồ mà sau kia nói tiếng là nhà hàng ăn nha, chứ xung quanh quang cảnh nó của nó rất là đẹp luôn cả nhà. Bây giờ Hiệp Khách Thành mời cả nhà mình hãy cùng theo chân đoàn người du lịch đến Đà Lạt trong mùa Covid nha. Cả nhà mình xem video nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Hiệp Khách Thành để mình có động lực làm những cái video hay khác tiếp theo gửi đến cho cả nhà mình nha cả nhà. Và cả nhà đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Hiệp Khách Thành ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt này. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ và thân tâm an lạc nha cả nhà.